Wow, xem kìa, Bella đang rất tập trung. Khi đang vẽ tranh tĩnh vật, bạn phải thật sự tập trung và chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Oh yeah, bức tranh này mà treo ở tủ lạnh thì chắc chắn là rất hợp. Dùng để đăng status cũng chuẩn luôn. Chà, có lẽ bức tranh này cũng sẽ rất đẹp, cho dù mình không vẽ nó thật giống. Nghĩ lại thì, có thể bức vẽ lần này sẽ đóng vai trò thử nghiệm thôi. Vâng, chúng ta sẽ tạm quăng nó sang một bên. Ôi không Bella, hộp màu của cậu. Ôi trời, mình phải biết là điều này sẽ xảy ra chứ nhỉ. Thôi nào, khô nhanh đi. Này, nếu dùng ống hút thì sao nhỉ? Có thể là nếu mình thổi, nó sẽ khô. Ồ, hãy xem các vết màu kia kìa. Thật ấn tượng. Có phải là mình vừa tạo ra một bức tranh hoàn hảo không? Và có lẽ, mình nên vẽ những bông hoa với bông ngoái tai. Nếu dùng bông ngoái tai để chấm các điểm màu lên cành cây, bạn sẽ có được các bông hoa rất tự nhiên. Nhưng lưu ý rằng, nó sẽ tốn thời gian đấy, vậy nên hãy hết sức kiên nhẫn nhé. Wow, ai mà biết được, chỉ cần các thao tác đơn giản là có thể vẽ được một tuyệt tác. Đẹp tuyệt vời, Bella. Chà, chắc là mình không cần thứ này nữa đâu. Mình có phải là thiên tài không nhỉ? Chúng ta đều có những ngày đó với cảm giác thật buồn bã. Và cho dù bạn bè đã làm đủ mọi cách để khiến bạn cười, dường như bạn không thể có tâm trạng tốt được. Và xem kìa, có phải Bella đang cố giúp anh chàng này cười không? Vô ích thôi Bella, tớ đang buồn nẫu cả ruột đây. Buồn đến mức không vớt được luôn ư? Rất tiếc, Justin vẫn xị mặt ra. Ôi trời, phải có cách nào đó để làm cậu vui lên chứ. Ôi, rơi mất rồi. Tuyệt, đây là cơ hội hoàn hảo để giúp Justin cười. Và những gì mình cần đều nằm ở ngay chiếc ba lô này. Đôi khi, chỉ một chút sáng tạo cũng thực sự hữu ích. Và vào lúc này, một cây bút dạ đen chính là giải pháp. Khi bạn bè không để ý, bạn sẽ có cơ hội để tạo nên trò đùa tuyệt vời nhất. Trên một cây đĩa như thế này, hãy vẽ người khoe đang cầm quả bóng. Bella, cậu đang làm gì vậy? Bạn có biết rằng, nếu đổ nước vào vết bút dạ sắp khô, vết mực sẽ nổi lên trên bề mặt không? Thấy chưa? Nó đang di chuyển. Wow, thật là thú vị. Cho dù vẽ hình dạng gì, thủ thuật nho nhỏ này chắc chắn sẽ mang lại nụ cười trên mặt bạn. Hãy thử vẽ một con thuyền và xem nó trôi đi nhé. Làm sao mà hay vậy? Tại sao cậu không thử đi? Thấy chưa? Không có gì có thể khiến bạn vui vẻ hơn óc sáng tạo. Ăn salad mà no quá thể. Không đời nào mình xử được hết đống này. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tấn công súng nước rồi. Này, lớp trang điểm của tôi. Ái chà, những giọt nước đó trông thật tuyệt. Để tôi lấy điện thoại nhé. Sẵn sàng cho hình chụp cận cảnh của bạn chưa? Đẹp tuyệt. Nóng bỏng quá. Tuyệt vời. Ai biết bọc nhựa lại có thể linh hoạt như vậy chứ? Nên chụp này đỉnh quá Amy ơi. Tạo dáng tiếp đi. Đến đây xem thử nào. Sophia, ngón tay của cậu làm hỏng bét rồi. Tôi không cố ý, tôi thề đấy. Thật là lãng phí. Chờ chút, ra đó lại lần nữa đi. Yay, một buổi chụp hình khác. Không phải mọi phép thuật đều được thực hiện đằng sau máy ảnh. Ngón tay này ở ngay trước mặt nó. Xuyệt, Amy, ra khỏi đây đi. Này, tay tôi. Wow. Cẩn thận đó các ngón tay. Tôi có thể đánh trả, cậu biết mà. Ra. Vào những ngày đẹp trời như hôm nay, có điều xấu nào có thể xảy ra được chứ? Sophia, ôi, cẩn thận trang sức bay nè. Tôi hy vọng không ai thấy điều đó. Khuyên còn lại của tôi đâu rồi? Trời ơi,
nào? Tôi không muốn nó ướt cả đâu. Có phải đó là Sophia không? Lạ nhỉ. Trời, tôi ngửi thấy mùi của cơ hội chụp ảnh đẹp rồi đây. Sophia, tôi có thể chụp ảnh của cậu chứ? Bây giờ á? Ta cứ như nghệ sĩ ấy nhỉ. Hóa ra đặt một nửa khuôn mặt của bạn trong nước lại tạo ra được cả đám ảnh đẹp, chắc chắn là phải đăng lên Instagram rồi. Tìm được đủ khuyên tai rồi. Coi chừng kìa Adam. Xin lỗi bạn nhé. Dọn dẹp chỗ này sẽ mất bao lâu đây? Tôi sẽ đi lấy kế lau nhà. Trời ơi, đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm. Để tôi xem thứ đó nào. Tôi sẽ làm nốt cho nhé Adam. Dụng cụ lau dọn có thể trở thành họa cụ nghệ thuật tuyệt vời đó. Đặc biệt là phần rẻ lau. Hãy xem anh chàng này tạo ra điều kỳ diệu nào. Nhỏ màu vẽ lên trên như thế này. Chọn màu xịn đấy bạn tôi. Bây giờ hãy nâng chiếc rẻ ở giữa lên, đồng thời xoay tròn bức tranh. Đừng ngừng lại. Trông thật tuyệt phải không? Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ôi, nhiều sơn đẹp quá. Nhưng nếu bạn quay bức tranh thật nhanh thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng thú vị đấy. Hãy nhìn những mảnh màu đó mà xem. Bạn không thể vẽ bằng tay được như vậy đâu. Ngày tổng dọn dẹp nên diễn ra thường xuyên hơn nhỉ. Điều quan trọng nhất khi vẽ chính là làm theo hứng. Và không gì có thể giết chết cảm hứng của bạn. Thậm chí là một người bạn đang cầm bánh sandwich. Tôi không thể ăn kiểu này được. Đến lúc trở lại với công việc rồi. Cái đĩa này thậm chí còn không bẩn. Đục thủng ra một lỗ và biến chiếc đĩa của bạn thành bàn xoay. Dùng những chiếc nắp chai nhựa cũ thế này để đựng màu trong khi bạn vẽ. Tôi cá là Van Gogh đã từng sử dụng một món đồ như thế này đấy. Mệt mỏi với mớ hỗn độn này rồi à Lana. Ta-da! Để tôi chỉ cho bạn cách dùng nhé. Chỉ cần đựng màu vẽ vào các nắp nhỏ. Bây giờ bạn sẽ không làm dây màu lung tung ra nữa đâu. Và sẽ có thừa chỗ để một người bạn tham gia cùng.